Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày tiếp theo phần 2 của Sân Thú 7 Núi Tội Lỗi của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Thật vậy, Chúa, một sản phẩm do óc tưởng tượng của con người tạo ra, không phải là nạn nhân của giáo hội, mà nạn nhân chính là những con người bằng xương bằng thịt, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, như Giê-xu khi còn sống. Như các giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, linh mục và tất cả mọi người chúng ta, Chúa đã chết trên thập giá từ lâu. Chúa không bị giáo hội công giáo tù đày, tra tấn cực hình, thiêu sống, giết chóc vân vân, mà chính là con người, hàng chục triệu con người phạm tội đối với con người mà lại xưng tội cùng Chúa. Một nhân vật đầy huyền thoại, tính và không có căn cứ bản thuyết phục nào về hiện thực cũng như về khoa học để chứng tỏ rằng Chúa có thể chuộc tội thay tha thứ tội lỗi của con người. Một nhân vật đã được một số đệ tử dựng lên với nhiều chi tiết mâu thuẫn và sai lầm như được viết trong Kinh Thánh, thì chuyện xưng tội cùng Chúa đúng là chuyện phi lý. Chỉ có giáo hội công giáo mới có thể làm như vậy. Giáo hội vẫn giữ thái độ kiêu căng tự tôn của thời Trung Cổ, cho rằng chỉ có Chúa là có quyền tha tội cho giáo hội. Đây cũng là điều mà khi xưa giáo hội đã từng áp dụng ở bất cứ nơi nào của giáo hội. Có quyền hành và ở thế mạnh, những linh mục, giám mục, vân vân của giáo hội, bất cứ họ làm điều ác ôn nào, không ai có quyền phán xét họ ngoài giáo hội. Nói tóm lại, Chúa chỉ là cái bung xung quanh mà giáo hội đưa ra để tha hồ làm điều ác. Vì làm xong chỉ việc xưng tội với Chúa, xin Chúa tha tội, là ký ức đã được thanh tẩy, là mặc cảm tội lỗi đã được cắt bỏ, là lương tâm lại yên ổn để tiếp tục làm ác. Nếu ở vị thế có quyền hành và có cơ hội thuận tiện, Chúa chỉ là cái bình phong giáo hội đưa ra để che đậy, bảo vệ và duy trì định chế độc tài của chính giáo hội, chứ thật ra chẳng làm gì có chuyện Chúa tha tội hay không tha tội. Chúng ta cũng biết, ở Việt Nam, khi các con chiên phàn nàn về mấy ông linh mục làm bậy, thì giám mục bề trên cũng khuyên rằng các con đừng có nói hành các cha mà mang tội với Chúa. Điều này có nghĩa là cha cũng như Chúa đưa chúng ra làm bình xung, che chở cho những hành động bậy bạ của các cha vừa bề trên. Nhưng ở Bắc Mỹ thì tín đồ công giáo tiến bộ hơn nhiều. Tín đồ đã đưa hơn 5.000 ông cha cũng như Chúa can tội cưỡng dâm trẻ phụ tế và nữ tín đồ vị thành niên ra tòa. Và kết quả là nhiều ông cha cũng như Chúa vào tù ngồi đếm lịch, chờ ngày lên thiên đường hưởng nhan thánh Chúa. Và giáo hội đã phải bỏ ra gần 2 tỷ đô để trả tiền tòa phạt bồi thường cho các nạn nhân. Tiền ở đâu mà giáo hội có nhiều thế? Chắc chắn một phần là do giáo dân đóng góp để giáo hội làm các việc thiện xã hội. Nhưng xét cho cùng thì vấn đề chính là nếu chúng ta không thể tha thứ cho những sự độc ác của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng không thể tha thứ cho 7 núi tội ác của giáo hội công giáo La Mã. Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho Thiên Chúa? Bởi vì đọc trong Thánh Kinh, người ta đã đếm số người mà Thiên Chúa giết bừa bãi là 2.000, là 2.270.365, gồm cả đàn bà và trẻ con. Đó là chưa kể số người chết trong nạn hồng thủy
trong thành Sodom và Gomorrah, vân vân, hay trong các bệnh truyền nhiễm như dạch, dịch hạch mà Thiên Chúa gây nên không thể đếm được, trong khi Satan chỉ giết có 10 người. Về Công giáo, trong dòng lịch sử, giáo hội Công giáo đã giết nhiều người hơn Thiên Chúa, và họ gấp bội. Do đó, những người có lương tâm của con người như chúng ta làm sao có thể tha thứ cho những tội ác của giáo hội Công giáo? Không tha thứ cho giáo hội Công giáo không có nghĩa là bắt giáo hội phải đền tội. Chúng ta không có khả năng như vậy. Không tha thứ cũng không có nghĩa là chúng ta phải mang lòng hận thù và có những hành động bạo hành đối với giáo dân Công giáo. Chúng ta không muốn như vậy. Người Việt Nam chúng ta văn minh, tiến bộ, không như người Công giáo tàn bạo đối với những người ở giáo phái khác đạo. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm để tỏ thái độ không tha thứ của chúng ta, đồng thời có tính cách xây dựng, là thường xuyên nhắc lại bảy núi tội ác của Công giáo để giáo dục những người Công giáo cho đến khi mọi người Công giáo và người ngoại đạo đều ý thức được cái lịch sử ô nhục đẫm máu của Công giáo để mà sửa mình, giữ mình, chọn cho mình một con đường tâm linh lành mạnh, hợp lý, đầu óc không mang gánh nặng tì vết của sự bạo tàn, vô luân, phi dân tộc hay phản dân tộc. Nhìn kỹ vào vấn đề xưng tội của Chúa và xin Chúa tha thứ, chúng ta thấy có nhiều điều không ổn. Và việc xưng tội cùng Chúa không hợp với logic thông thường, không có căn bản vững chắc, thực chất chỉ là một thủ đoạn của giáo hội trước đám tín đồ thấp kém bị huyễn hoặc bởi những luận điệu đầy tính chất mê tín dị đoan. Tại sao? Vì giáo hội đã thao túng những lời trong Kinh Thánh được coi là chứa những lời mặc khải không thể sai lầm của Chúa, nên mới có những hành động dã man tàn bạo đối với nhân loại. Chúa không thể tha thứ cho giáo hội, vì chính Chúa là nguồn cảm hứng và cũng là nguồn chỉ đạo tâm linh cho giáo hội, hướng dẫn giáo hội. Mọi tín đồ Công giáo từ giáo hoàng trở xuống đã được Thánh Linh hay Chúa Thánh Thần nào vào ngự trong người, mà Chúa Thánh Thần là linh hồn linh động giáo hội theo báo dấn thân của Công giáo. Vậy nếu giáo hội phạm tội thì theo một nghĩa nào đó, tội của Chúa Thánh Thần alias Chúa Cha alias Chúa Con Giêsu theo thuyết Chúa Ba Ngôi của Công giáo nặng hơn tội của giáo hội, vì giáo hội chỉ là cấp thừa hành. Đây không phải là những lời vô căn cứ, có tính cách phỉ báng Chúa, mà dựa trên sự kiện như được chứng minh qua những luận cứ sau đây. Đọc Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy rõ ràng là những hành động tội lỗi của giáo hội Công giáo trong 2000 năm qua bắt nguồn từ những luật lệ, những điều Chúa Cha cũng như Chúa Con dạy trong Kinh Thánh, trích dẫn tất cả những điều này từ Thánh Kinh ra để chứng minh luận cứ thì chiếm quá nhiều chỗ trong bài, cho nên tôi chỉ đưa ra vài tài liệu của một số học giả trong xã hội Âu Mỹ. David Voat, giáo sư đại học tiểu bang New Mexico, trong cuốn Thánh Kinh mang tới xin tin xấu, cuốn Tân Ước, đã viết về nội dung tổng quát của Tân Ước như sau: vấn đề là người ta nghĩ rằng người ta biết ở trong Thánh Kinh có những gì, hoặc ít nhất là Thánh Kinh chứa loại tài liệu gì. Hầu hết đều lầm. Họ chỉ quen thuộc với vài đoạn trích dẫn đã được giáo hội chấp nhận, và họ sẽ ngỡ ngàng khi thấy không những Thiên Chúa trong Cựu Ước khủng khiếp dễ sợ như thế nào, mà con của hắn, nghĩa là Giêsu, Trần Trung Ngọc, trong Tân Ước cũng còn ở dưới mức hoàn hảo khá xa.
Thông điệp của Giê-xu không hẳn toàn là tin mừng thiên đường, nhiều nhất là một viễn cảnh không chắc chắn. Xét về toàn bộ thì đó rất có thể là cuốn thánh kinh mang tới tin xấu. Tiến sĩ Madeline O'Hare trong cuốn Tất cả những điều mà bạn muốn hỏi những người Mỹ vô thần đã viết về ảnh hưởng của điều răn thứ nhất trong Cựu Ước và điều Giê-xu truyền các tông đồ phải đi cải đạo người khác. Ngày nay, các học giả nghiên cứu Tân Ước đã chứng minh rằng đây là được ngụy tạo và thêm vào Thánh Kinh về sau để biện minh cho sự bành trướng của Công giáo trên thế giới. Vì câu này mâu thuẫn với điều đoạn khác trong Thánh Kinh nói về sự tái giáng trần của Giê-xu và ngày phán xét đã gần kề ngay trong thế hệ của những người sống đồng thời với Giê-xu. Trần Trung Ngọc như sau: cái tiền đề căn bản của Kitô giáo là không khoan nhượng các tôn giáo khác. Tín đồ Kitô không thể chỉ theo tín ngưỡng của mình, và để cho mọi người khác tự do theo tín ngưỡng của họ, Giê-xu đòi hỏi rằng các tín đồ Kitô phải đi cải đạo người khác, nghĩa là cưỡng ép người khác phải tin vào đạo Giê-xu. Thực ra điều này chỉ là sự ngụy tạo của giáo hội Công giáo, và điều này đã gây nên nhiều sự đau khổ cho nhân loại hơn bất cứ tôn giáo nào khác. Những thần của tôn giáo đa thần sống hòa bình với nhau, nhưng khi Kitô giáo xuất hiện với tính cách duy nhất của nó dựa trên điều thứ nhất của 10 điều răn, người không được có thần nào khác ngoài ta, thì sự giết chóc bắt đầu. Mục sư Enin Rinigat viết về ảnh hưởng của sự tin mù quáng vào Thánh Kinh như sau trong cuốn Những thảm họa trong quá khứ và hiện đại tại do sự sùng tín Thánh Kinh. Trang 17-18. Trải qua nhiều thế kỷ, sự sùng tín Kinh Thánh đã dẫn tín đồ Kitô trong một niềm tin mù quáng, trong sự khủng bố ngược đãi người Do Thái và những người phi Kitô, giết hại và khủng bố, áp bức phái nữ, đè nén dục tình, kiểm duyệt tạo tâm lý tôn sùng và nhiều lần lạc khác. Những mô thức hành xử có tính cách hủy diệt này, người ta có thể thấy dễ dàng là chúng bắt nguồn từ sự tin vào quyền năng tuyệt đối của những điều viết trong Thánh Kinh. Kitô giáo đã để lại một dấu vết kinh hoàng, khổ sở và chết chóc như đã được ghi trong những trang sử đẫm máu, và những biến cố tàn ác, lố bịch trong sử sách đã được gây ra dưới ảo tưởng, đôi khi là cái cớ. Đó là sự chỉ đạo của Thiên Chúa, của Kitô giáo, là những thí dụ chủ yếu về một niềm tin bị lạc dẫn. Robert Ingoron, một tư tưởng gia lỗi lạc của Mỹ vào cuối thế kỷ 19, đã đưa ra một thách đố. Ông sẽ tặng một giải thưởng là $100 năm 1890 cho vị linh mục hay mục sư nào dám lên bục giảng, giảng những đoạn mà chính Ingoron trích dẫn từ Thánh Kinh trong nhiều năm. Không có một người nào nhận lời thách đố này cả. Một người có óc suy luận tối thiểu có thể mường tượng ra ngay là nội dung những đoạn đó trong Thánh Kinh nó như thế nào. Ông viết về những tác hại của Thánh Kinh và của niềm tin vào Chúa trên nhân loại. Nhân danh Chúa Kitô, hàng triệu nam nữ đã bị tù đày, tra tấn và giết hại. Hàng triệu người bị làm nô lệ. Nhân danh hắn và tư tưởng gia, khảo cứu gia bị coi như là những kẻ phạm tội phạm, và những tín đồ theo hắn đã làm đổ máu của những người thông thái nhất, giỏi nhất. Nhân danh hắn, sự tiến bộ của nhiều quốc gia bị chặn đứng cả ngàn năm. Trong phúc âm của hắn, chúng ta thấy cái tính lý về sự đau khổ vĩnh viễn,
Và những lời của hắn đã gia thêm sự kinh khủng vô tận vào sự chết. Phúc âm của hắn chất đầy thế giới với thù hận và trả thù. Coi sự lương thiện, trí thức như một tội ác, hạnh phúc trên cõi đời là con đường dẫn xuống địa ngục. Tố cáo tình thương yêu và như là thấp hèn và xúc vật, thánh hóa sự nhẹ dạ cả tin, vô tôn vinh sự mù quáng và tiêu diệt tự do của con người, nhân loại sẽ tốt hơn nhiều nếu cuốn Tân Ước chưa từng được viết ra. Cuốn Kitô theo quan niệm thần học cũng chưa từng được sinh ra. Nhưng rõ ràng hơn cả là những đoạn sau đây của Jack Bay viết trong cuốn Hình Bóng Của Quỷ, trang 6-7, về những điều độc ác và phi lý trong Thánh Kinh, những điều mà đã làm nguồn cảm hứng cho những hành động của giáo hội trong công giáo này. Theo Thánh Kinh thì có hơn 99% những sự trừng phạt của Chúa Cha là đổ lên đầu những người vô tội, những người không hề dính líu gì tới những trường hợp để Chúa phải trừng phạt. Vì Adam ăn một trái táo mà cả nhân loại bị đày đọa. Vì sự xúc phạm của một người, cả nhân loại bị kết án và luật phạt. Rom 5:2-18. Những tư tưởng như vậy là từ đầu óc của một con người mang rợ, không hề có một mảy may ý niệm nào về công lý. Chúng ta được biết Thiên Chúa mang 10 tai họa đến cho dân Ai Cập vì tim của vua Ai Cập. Pharaoh, trai cứng, nghĩa là tàn nhẫn, trần trung ngọc. Những người dân này không liên quan gì tới việc Pharaoh có trái tim trai cứng. Tuy vậy, gia súc của họ bị chết hết, mùa màng hư hại, vườn tược suy sụp, nhà cửa đổ nát và tất cả những đứa con sinh đầu lòng đều bị giết. Nếu là lỗi của Pharaoh thì chỉ mình Pharaoh phải gánh chịu tai họa mà thôi. Và chúng ta cũng biết chính Thiên Chúa đã làm cho trái tim của Pharaoh trai cứng. Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã dạy dân mà Ngài đặc biệt chọn Do Thái làm tội ác và giúp dân này thực hiện những tội ác. Thiên Chúa giúp Jacob lừa dối cậu của hắn ta. Gen 30:2-27-43. Và Thiên Chúa dạy dân Ngài chọn đi lừa dối dân Ai Cập trong một cuộc lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. Exo 11:2-4. Dân Ai Cập không trả công đủ cho dân Gia Thái đang làm nô lệ ở Ai Cập, trần trung ngọc. Cho nên bài học luân lý vĩ đại của Thiên Chúa là: nếu chủ trương không trả công xứng đáng cho ngươi thì ngươi hãy ăn cắp của chủ để bù vào sự thiệt hại này. Những chuyện này trong Thánh Kinh chứng tỏ những người viết Thánh Kinh có đầu óc của những dân mang rợ, không có một ý niệm nào về công bằng và bác ái. Trong những cuộc chiến tranh chiếm đất phát động bởi dân được thần chọn, lệnh truyền ra là phải giết sạch mọi người, già hay trẻ, ít ra là trẻ thơ không có tội tình gì. Và tội lỗi duy nhất của những người lớn tuổi mà họ có đất đai và con gái mà những kẻ mang dài liều lĩnh muốn chiếm hữu. Những nạn nhân này cũng là người có tín ngưỡng khác, và sự khoan nhượng tín ngưỡng của người khác là điều mà Thiên Chúa quyết định cấm. Theo như Thánh Kinh, dân Thánh Chúa được lệnh phải tiêu diệt tất cả những ai không cùng tín ngưỡng. Thánh Kinh dạy chúng ta là phải giết sạch cả con trai, con gái, cha, mẹ chúng ta nếu những người này không theo tôn giáo của chúng ta. Phục Truyền 13:2-6-10. Từ vài tài liệu trên, đây chỉ là một số nhỏ trong số rất nhiều tài liệu khảo cứu chính xác về Kitô giáo hiện hữu ngày nay. Và đọc lịch sử công giáo, chúng ta đã hiểu tại sao hội thánh công giáo lại phạm quá nhiều tội ác đối với nhân loại.
chúng ta đã hiểu tại sao trong cuộc thánh chiến Abigenzi, trong một sĩ quan hỏi đại diện của giáo hoàng đương thời, làm sao phân biệt được ai là tín đồ công giáo và ai là kẻ lạc đạo, thì câu trả lời là giết hết đi, Thiên Chúa sẽ nhận biết ai là tín đồ của người. Vì câu trả lời này mà trên 15.000 người trong thị trấn Bezi, không phân biệt là già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà, con nít đều bị tàn sát không nương tay. Chúng ta đã hiểu tại sao giáo hoàng Phaolô đệ tứ lại có thể tuyên bố: nếu cha tôi lạc đạo, nghĩa là không tin Chúa như tôi tin, thì tôi sẽ đích thân đi lượm củi về thiêu sống ông ta. Tại sao chính quyền công giáo của Enter Bavilic ở Rotina trong kỳ đệ nhị thế chiến, trong đó có các linh mục, giám mục làm trưởng trại giam, làm cấp chỉ huy trong tổ chức Utasi, đã tàn sát các cổ thiêu sống khoảng 700.000 người ngoại đạo theo chính thống giáo hoặc Do Thái? Tại sao chính quyền ngôi đình diệm, người được Hồng Y Spepman tặng lên ở Việt Nam, người đã bị gọi là một phán quan Tây Ban Nha, đã giết trên 300.000 người ngoại đạo sau cái bình phong chống cộng, đã dung túng cho các linh mục, giám mục buôn lậu, chiếm đất công làm nhà thờ, dung túng cho người em vô tài, vô đức cũng như Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn, tổ chức mật vụ miền Trung, muốn giết hạ ai thì giết, muốn cướp đoạt tài sản của ai thì cướp, vân vân. Tại sao công giáo tại Việt Nam đã làm tay sai cho Pháp phản bội dân tộc, và rồi dựa vào quan thầy thực dân Pháp để chiếm đất chùa làm nhà thờ, ví dụ như nhà thờ lớn ở Hà Nội là nhà thờ La Văn ở Quảng Trị, nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, vân vân, đều làm trên đất cưỡng chiếm của Phật giáo. Thật rõ ràng, nguồn gốc tội lỗi của giáo hội công giáo là ở trong Thánh Kinh. Tất cả tội ác của giáo hội công giáo đối với nhân loại là do sự tin tưởng của công giáo vào những lời mặc khải không thể sai lầm của Thiên Chúa, được viết trong Thánh Kinh từ những thế kỷ đầu. Giáo hoàng đã ra lệnh đốt sách vở ngoại đạo. Giáo hoàng Ultra II phát động cuộc thánh chiến đầu tiên vào thế kỷ thứ 11. Giáo hoàng Rock thế kỷ thứ 9 ký sắc lệnh thiết lập những tòa hình án xử dị giáo vào thế kỷ 13 và sau đó. Giáo hoàng Innocent thế kỷ thứ 4 ký sắc lệnh cho phép những tòa hình án dùng cực hình tra khảo để lấy những lời thú tội của những người mà giáo hội kết án là lạc đạo hay dị giáo. Các giáo hoàng Martin V, Calixtus III, Alexander VI trong thế kỷ 15 ký sắc lệnh cho dân chúa đi ăn cướp đất đai, chiếm thuộc địa và cưỡng bách dân thuộc địa phải làm nô lệ, phải cải đạo. Giáo hoàng là ai? Chính là đại diện của Chúa trên trần, không thể sai lầm trong những quyết định về đức tin hay đạo đức. Như vậy, xin thú tội lỗi và xin Thiên Chúa tha thứ cho những hành động bắt nguồn từ những chính luật lệ và điều răn, điều dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh là một điều khôi hài đối với người ngoại đạo. Những người đã hiểu rõ Thánh Kinh về nguồn gốc những tội ác đối với nhân loại của công giáo, nhưng ít ra hành động xưng thú tội lỗi và xin tha thứ này cũng làm sáng tỏ một điều: những lời mà giáo hội cho là mặc khải không thể sai lầm của Thiên Chúa trong Thánh Kinh chẳng qua chỉ là sản phẩm của những đầu óc mọi rợ của thời bán khai, đầu óc của những người viết Thánh Kinh không có một ý niệm nào về đạo đức và công bằng như Jack Bay đã viết ở trên.
Do đó những lời mặc khải không còn một mảy may giá trị trong ánh sáng của khoa học hoặc theo tiêu chuẩn luân lý và đạo đức của chúng ta ngày nay. Đây chính là những sự thật mà tín đồ Công giáo cần phải biết qua việc xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ của giáo hoàng, để mà từ đó họ có thể được giải phóng. Người Công giáo tin rằng sau khi được rửa cái gọi là tội tổ tông hay nguyên tội, dù rằng ngày nay giáo hoàng John Paul đệ nhị đã dứt khoát thú nhận không làm gì có cái gọi là tội tổ tông, thì họ đã được thánh linh hay chúa thần ngự vào trong người họ. Do đó họ chính thức là giáo hội của một hội thánh. Họ được nhồi sọ để tin tưởng rằng cái hội thánh của họ là thánh thiện, thiên khải, cao quý, vân vân. Nhưng họ sẽ nghĩ sao trước những lời xưng thú bảy núi tội ác của tòa thánh Vatican? Họ có tin rằng với vài lời xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ là lịch sử đen tối của Công giáo trong suốt 2000 năm trở thành trong sạch, không còn chút tì vết nào? Họ có tin rằng thế giới sẽ quên đi tất cả những tội lỗi của Công giáo đối với nhân loại, hoặc các tác phẩm nghiên cứu về những tội lỗi này sẽ biến mất trên thế gian? Hơn nữa, đi sâu vào mọi vấn đề trong xã hội, ngay cả trong những hoạt động mà giáo hội thường thổi phồng phô trương như mở nhà thương, trường học, việc tế bần hay các công cuộc từ thiện, chúng ta cũng có thể thấy mặt trái của chúng khác hẳn với những điều giáo hội thường tuyên truyền. Vậy làm sao họ còn có thể hãnh diện về tôn giáo của họ? Hãnh diện về cái gì so với tôn giáo khác? Trong lịch sử nhân loại không có một tín đồ tôn giáo đông phương nào, ví dụ như Phật giáo, nhân danh giáo chủ hay tôn giáo mình đi giết người để truyền đạo. Nếu chỉ vì một chiếc bánh vẽ trên trời hoặc vì một viễn tưởng không chắc chắn, từ cụ giáo sư đại học David Voet chỉ thiên đường, hoặc không có chỗ nào là thiên đường ở trên các tầng mây, giáo hoàng John Paul đệ nhị mà họ phải nép mình trong một cộng đồng mà tiếng xấu trong mọi lĩnh vực không sao xóa sạch được, một cộng đồng mà bản chất chỉ là một sự giả dối trống rỗng và là một cặp nạn cho những người có đầu óc yếu kém cần đến sức mạnh trong số đông, thì quả thật là tội nghiệp cho họ. Trở lại vấn đề xưng thú tội lỗi của giáo hội, ngoài việc đổ tội cho vài con cái của giáo hội chứ không phải là chính giáo hội phạm tội và chỉ xưng tội cùng Chúa, giáo hoàng còn đưa ra một luận cứ thần học có tính cách lừa dối để về ý nghĩa chuộc tội của Giê-xu. Chúa Kitô bậc thánh tuy tuyệt đối không có tội nhưng đã bằng lòng gánh những tội lỗi của chúng ta. Người đã bằng lòng hoàn thành sứ mệnh nhận từ Chúa Cha để chuộc tội cho chúng ta. Tiếng nói chính thức của Vatican ngày 15 tháng 3 năm 2000 cũng đưa ra cùng một luận điệu: Đức Kitô đã gánh hết những tội lỗi của mọi người, những tội lỗi của chính chúng ta. Để qua sự hy sinh cứu chuộc của người, chúng ta có thể hòa giải với Thiên Chúa. Tôi cho đây là những luận điệu thần học méo mó, xảo quyệt, mơ hồ, vì giáo hội không giảng rõ những tội trên là tội nào. Nhưng trong khuôn khổ một văn bản liên quan đến hành động xưng thú tội lỗi của giáo hội, chúng ta phải hiểu rằng đó là những tội mà giáo hội đang xưng thú. Chúng ta hãy phân tích câu trên trong ánh sáng của lý trí và những sự kiện bất khả phụ bác trong khoa học. Trước hết, chúng ta thấy ngay rằng về phương diện luân lý và đạo đức, những câu trên đã khuyến khích con người phạm tội. Vì nếu hiểu rằng Chúa đã gánh hết tội lỗi, những tội lỗi thế tục như giết người, cướp của, vân vân. Xin các bạn quan hỷ thông cảm cho mình. Tại vì ngày mai là ngày cúp điện, cho nên những đêm nay vào lúc 1 giờ 30 phút mình đang ngồi đây
nói. Cho nên có những từ ngữ hoặc là vấp pháp đọc giống như cơm sống, đọc mà giống như cơm mới có 8 rưỡi chưa chín. Mong các bạn cũng thông cảm cho mình. Xin ngàn lời tri ân, các bạn nên chú ý nội dung, cũng không nên chú ý đến diễn văn, cũng không nên chú ý đến người đọc lắm. Các bạn nên chú ý chuyện cái nội dung văn, nó sẽ có giá trị nâng cao tầm nhìn của các bạn hơn. Xin được tiếp theo. Cụ giáo hội và tín đồ từ trước đến nay thì giáo hội và tín đồ vẫn có thể tiếp tục phạm tội mà không còn phải e ngại điều gì. Thứ đến, nếu Đức Kitô đã gánh hết tội lỗi của mọi người thì trong mọi người này chắc chắn là có tôi. Nhưng tôi đâu có khiến ông ta gánh tội cho tôi đâu. Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc một điều. Nếu tôi khi đọc Thánh Kinh nhận thấy những hành động Chúa Cha cũng như Chúa Con trong đó không đáng để tôi kính trọng, đừng nói đến chuyện tôn thờ, vậy thì Chúa có gánh cái tội đó, nếu có thể gọi là tội cho tôi không? Hay là Chúa vẫn giữ lập trường trong Tân Ước lúc 19:2-27, hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt ta, hoặc sẽ đày đọa tôi xuống hỏa ngục vĩnh viễn? Tôi nghĩ rằng theo giáo lý Công giáo, Chúa không bao giờ gánh tội và tha thứ cho cái tội tự do tưởng tượng, tận dụng lý trí và suy nghĩ suy tư của những người ngoại đạo không tin Chúa. Thật ra thì giáo hoàng và ủy ban thần học của ông ta đã chơi trò nhập nhằng đồng hóa tội tổ tông với 7 núi tội mà giáo hội xưng thú để vuốt ve an ủi làm yên lòng tín đồ. Đây chính là sự thiếu thẳng thắn của những luận điệu thần học như trên của Công giáo, vì những luận điệu này không phù hợp với vai trò chuộc tội của Giê-xu mà các nhà thần học đã bày đặt ra để chiêu dụ tín đồ. Trước hết chúng ta cần hiểu rõ nghĩa của danh từ Redeem, chuộc. Chuộc có nghĩa là dùng cái gì đó có giá trị để mua lại cái gì đã mất, chứ không phải cái chưa xảy ra. Chúa chết đã 2000 năm nay, không thể chuộc những tội của tín đồ mà Chúa không thể biết là những tội đó như thế nào và xảy ra khi nào sau khi Chúa chết. Nếu Chúa thực sự hứa hẹn một cách vô trách nhiệm là sẽ gánh hết những tội lỗi của con người, bất kể đó là những tội nào, theo như lời diễn giải của giáo hội, thì Chúa đã là đồng lõa với tội lỗi, khuyến khích sự phạm tội. Do đó Chúa chính là nguồn gốc của tội lỗi. Sự thật là vai trò cứu chuộc của Giê-xu bắt nguồn từ huyền thoại về sự sáng tạo của Chúa Cha, về sự sa ngã của Adam và Eva, được coi như là tổ tông của loài người, do đó đã gây ra cái tội gọi là tội tổ tông. Về cái chết của Giê-xu trên giá gỗ hình chữ thập, trong nhiều thế kỷ, nhiều nhà lãnh đạo Công giáo đã vật lộn với cái mà họ gọi là thần học về cái thập giá để cố tìm chất liệu biện minh cho vai trò cứu chuộc của Giê-xu. Vì Adam và Eva nghe theo lời xúi dục của Sa-tăng, thực ra chính là lời khuyên tốt để cho họ mở mắt ra, biết rõ phải trái, thoát khỏi cảnh nô lệ, ngu đần, trí thức. Nên đã cưỡng lời Thiên Chúa của Kitô, ăn một trái trên cây hiểu biết. Điều này làm cho Thiên Chúa giận dữ, vì như vậy là trí tuệ của con người trở thành ngang với Thiên Chúa. Thực ra trí tuệ của người ngày nay đã vượt xa trí tuệ Thiên Chúa như được viết trong Thánh Kinh. Cho nên Thiên Chúa trừng phạt con người từ kiếp này sang kiếp khác cho đến vô tận. Đây là chuyện của những người trong thời bán khai. Vì truy nguyên gốc gác của sự sa ngã của Adam và Eva, lỗi về phần Thiên Chúa chứ không phải là phần Adam.
Adam và Eva. Thật vậy, Thiên Chúa sáng tạo ra Adam và Eva theo hình ảnh của Thiên Chúa và tự khen là tuyệt hảo. Nhưng hai người này lại không đủ sức chống lại sự cám dỗ của một con rắn biết nói. Thiên Chúa là bậc toàn năng, là toàn trí, nghĩa là làm gì cũng được và cái gì cũng biết. Nhưng Thiên Chúa lại thản nhiên ngồi nhìn một tác phẩm sáng tạo khác của Thiên Chúa là Satan, dưới dạng một con rắn len lỏi vào vườn Eden để cám dỗ Adam và Eva, rồi cứ để cho yên Adam và Eva nghe theo lời khuyên tốt lành của con rắn ăn trái cây trên cây hiểu biết để mở mang trí tuệ, mà không có một hành động nào ngăn cản. Tuy thần đã biết trước sự việc sẽ xảy ra, toàn trí, ngày nay còn ai tin được những chuyện phi lý như trên không? Vì cái gọi là tội tổ tông, trên hình phạt nặng nhất của Thiên Chúa dành cho loài người là con người ai cũng phải chết. Thực ra thì từ thời ông Bành Tổ chẳng có ai sống mãi, nên dân Do Thái mới cho rằng đó chính là hình phạt của Thiên Chúa, mà không biết đến bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt của các pháp hữu vi, trong đó có con người. Trải qua 4.000 năm, theo Thánh Kinh, Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài cách đây 6.000 năm. Thiên Chúa không nghĩ gì tới chuyện hòa giải với con người. Cho tới cách đây 2.000 năm, Thiên Chúa mới hóa thân làm thánh ma, xâm phạm tiết hạnh của một người đàn bà đã có chồng là Maria, trong khi thiếu gì các trinh nữ khác chi chồng, để sinh ra con một của Thiên Chúa là Giêsu, rồi bắt Giêsu phải chịu cực hình bị đóng đinh trên thập giá, lấy máu rửa sạch tội lỗi của con người. Tội đã cưỡng lời Thiên Chúa ăn đại một trái trên cây hiểu biết từ 4.000 năm về trước, để con người có thể được Thiên Chúa tha tội và hòa giải lại với Thiên Chúa. Đó chính là nhiệm vụ cứu chuộc của Giêsu. Giêsu dùng máu của mình, tương tự như lời thời xưa con người dùng máu của người hay của loài vật để làm nguôi cơn giận của các thiên chúa trong dân gian, để chuộc cái tội tổ tông của con người và cứu con người khỏi sự trừng phạt của Thiên Chúa Kitô. Do đó giáo hội dạy rằng người nào tin Giêsu thì sẽ không còn bị luận phạt, nghĩa là bị đày đọa xuống hỏa ngục vĩnh viễn và sẽ hưởng sự sống đời đời. Lẽ dĩ nhiên là sau khi chết ở trên một thiên đường, mà theo lời tuyên bố của giáo hoàng John Paul đệ nhị gần đây, không ở trên các tầng mây mà chính ở trong tâm con người. Theo thuyết này thì tất cả những người trong những thời đại trước khi Giêsu sinh ra đời, trong đó có cả tổ tiên họ hàng Giêsu, vì không biết đến một Giêsu sinh sao để muộn mà để tin, nên bị luận phạt hết. Đó là sơ lược, vô cùng sơ lược lý thuyết thần học về cây thập giá của Công giáo. Còn chuyện Giêsu tình nguyện gánh hết những tội lỗi của một con người là chuyện thêm thắt về sau. Với mục đích gì? Chẳng phải là một thằng đồng mới đoán ra thôi, ra nổi. Chỉ có điều trong thời buổi này chẳng còn ai, kể cả nhiều người trong giáo hội Công giáo, tin vào những chuyện hoang đường như Giêsu chuộc tội và tội tổ tông. Trong trọng điểm của Tân Ước là vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Chúa Con Giêsu. Nhưng vai trò này, như chúng ta đã biết, đặt tên giả thuyết là con người có tội cần đến một sự chuộc tội và cứu rỗi. Do đó câu chuyện con người sa ngã, phạm tội với Chúa Cha và bị Chúa Cha nguyền rủa, hành hạ, đày ải, trừng phạt vân vân, được đặt ra qua các nhân vật của huyền thoại Adam và Eva như tôi vừa trình bày hết sức sơ lược để ở trên. Ông Đỗ Mạnh Tri, một trí thức Công giáo, trong cuốn Ngón tay và Mặt trăng,
đã phủ nhận những lời mặc khải không thể sai lầm của Thiên Chúa trong Cựu Ước, chấp nhận chuyện Adam và Eva ăn trái cấm tạo thành tội tổ tông là một huyền thoại theo dõi thời cuộc. Chúng ta cũng biết rằng Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã công nhận thuyết vũ trụ sinh ra từ một Big Bang cách đây trên 13 tỷ năm, nghĩa là phủ nhận vai trò sáng tạo ra vũ trụ của Thượng Đế cách đây mới 6.000 năm, và công nhận thuyết tiến hóa của Darwin. Và những khai triển của thuyết này sau Darwin là nghĩa là phủ nhận huyền thoại tổ tông. Vậy thì vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Chúa Con có ý nghĩa gì trong thời đại ngày nay, ngoài việc trở lại thành một chuyện hoang đường? Tội tổ tông chỉ là một huyền thoại của dân Do Thái. Vậy thì ai cần ai chuộc tội và ai cần ai cứu rỗi? Điều này kéo theo chuyện Chúa Con chịu đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại là chuyện hoang đường nhất trong những chuyện hoang đường. Nói tóm lại, vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Chúa Con Giêsu đặt nền tảng trên huyền thoại về các nhân vật Adam và Eva trong cuốn đầu trong Cựu Ước sáng thế Genesis, và cùng sống hay cùng chết với huyền thoại này. Nhưng trong ánh sáng của khoa học và lý trí, giá trị đích thực của huyền thoại về tội tổ tông trong Cựu Ước đã được chứng minh rằng không hơn giá trị của một mớ huyền thoại khác thuộc lịch sử của dân tộc Do Thái. Cũng vì nhận rõ được tính chất hoang đường, vô hiệu, lỗi thời của bí tích chữa tội, của vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giêsu, mà trong cuốn Tại sao Kitô giáo phải thay đổi, không thì chết, giám mục John Selwyn đã dành riêng chương 6 để viết về đề tài Giêsu như là đấng cứu thế. Một hình ảnh cần phải dẹp bỏ trong chương này, giám mục Selwyn viết như sau, trang 98-99: nhân loại chúng ta không sống trong tội lỗi, chúng ta không sinh ra trong tội lỗi, chúng ta không cần phải rửa sạch cái tì vết tội tổ tông trong lễ rửa tội. Chúng ta không phải là những tạo vật sa ngã, mất đi sự cứu rỗi nếu chúng ta không rửa tội. Do đó, một đấng cứu thế có nhiệm vụ khôi phục tình trạng trước khi sa ngã của chúng ta. Chỉ là một sự mê tín trước thời Darwin, là một sự vô nghĩa sau thời Darwin. Trong cuốn Thiên Chúa Vẫn Sống, từ sợ hãi tôn giáo đến tự do tâm linh, trang 114, linh mục James Cavanaugh cũng đưa ra nhận xét sau đây về tín điều chuộc tội trong Công giáo. Đối với bất cứ người nào trong thế giới cổ xưa đứng trước Thiên Chúa của Kitô giáo như là một nạn nhân bất lực, tin rằng mình là một người có tội một cách vô vọng, coi Thiên Chúa như là một ông quan tòa giận dữ không thể tới gần được. Cái chết có tính cách hy sinh của Đức Kitô là một huyền thoại với đôi chút thực tế, nhưng đối với con người hiện đại, nó chẳng còn ý nghĩa gì mấy trừ khi hắn đã và làm cho sợ hãi và tẩy não một cách thích hợp từ khi mới sinh ra đời. Đối với hắn, hắn là một nạn nhân tuyệt đối thụ động của sách luật của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Đối với tôi, đó là một huyền thoại cứu rỗi thuộc thời sơ khai, miêu tả của một người cha lấy cái chết của chính con mình để bớt đi cơn giận dữ. Đó là một chuyện ác độc không thể tưởng tượng được. Tôi chấp nhận sự kiện là Đức Kitô đã chết, ngay cả chuyện ông ta bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng tôi không thể chấp nhận huyền thoại cho rằng cái chết của ông ta là để chuộc tội cho tôi. Huyền thoại cứu rỗi như được viết trong Tân Ước chỉ là một lối diễn giải. Đó là một huyền thoại của thời sơ khai, bản chất của nó tương đương với nhiều huyền thoại cứu rỗi của nhiều dân tộc trong thời sơ khai ở khắp mọi nơi.
nhưng nó lại độc ác một cách không tưởng tượng hơn là hầu hết các huyền thoại khác. Nó phản ảnh một thế giới mà con người có thể làm nguôi cơn giận của những thần sấm sét trong một cơn giông tố. Ngày nay, chó và mèo vẫn còn sợ sấm sét, nhưng con người thì ngồi yên trong nhà và hiểu rõ cái hiện tượng thiên nhiên đang xảy ra. Tôi sẽ không chấp nhận cái huyền thoại về một chú cha khắt khe đối với chính con của mình. Giê-xu bằng một công lý vô tình cảm và đòi hỏi con mình phải chấp chết trên thập giá cho những tội lỗi của tôi. Cái huyền thoại này cũng chẳng trở thành hấp dẫn hơn vì chú cha đã làm cho con sống lại, đội mồ mà lên một cách vinh quang. Tôi không thể yêu mến một người cha như vậy hoặc biết ơn một người con như vậy trong một câu chuyện mượn từ câu chuyện truyền tụng của nền thần học Do Thái cổ và đây và thay đổi nó đi. Tôi không thể yêu cầu Giê-xu phải chịu khổ thay cho tôi và ngay cả muốn ông ta phải làm như vậy. Những nhận định trên của giám mục Sphom là linh mục Cavanaugh cho chúng ta thấy trí tuệ của con người trong thời đại ngày nay không còn tin vào những điều hoang đường, phi lý trong công giáo nữa. Ít ra là trong dưới trí thức, hiểu biết ở trong cũng như ở ngoài giáo hội. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải là giáo hội không biết đến những sự kiện này, mà vì những quyền thế lực về quyền lực cũng như về kinh tế, giáo hội vẫn tiếp tục lùa đám giáo dân thấp kém vào những đầu óc đảo ngu dốt. Từ linh mục Trần Tâm Tĩnh bưng bít và giấu kín mọi tiến bộ của con người, tín đồ công giáo quả là những người đáng thương chứ không phải đáng trách. Họ bị nhào nặn từ nhỏ để tin vào những điều không còn giá trị gì trong thế giới tiến bộ, và chúng cực kỳ phi lý, phản khoa học, chỉ phù hợp với cái đầu óc của những tín đồ Âu Châu trong thời Trung Cổ. Cho nên theo tôi, mọi người chúng ta cần phải nỗ lực giải hoặc cho họ giúp theo kịp đà tiến bộ của nhân loại, giúp họ biết rõ sự thật về bản chất của tôn giáo họ, để từ đó họ có thể tự mình giải thoát ra khỏi mớ xiềng xích tâm linh vô hình. Trong thế giới Tây Phương không thiếu những gì những bậc đạo công giáo, là những nhà thần học, các hồng y, giám mục, linh mục cho đến các học giả trí thức vân vân đã làm công việc này. Chính vì vậy mà giáo hội đã phải đi đến quyết định xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ. Trên đây tôi đã phân tích vấn đề giáo hoàng đại diện cho công giáo xưng thú tội lỗi của công giáo đối với nhân loại và xin được tha thứ. Tôi đã chứng minh rằng những tội lỗi của công giáo bắt nguồn từ thánh kinh. Cùng lúc tôi cũng đã chứng minh rằng những quyền phép có tính cách ảo thuật của các giới chăn chiên trong công giáo, từ giáo hoàng trở xuống tới các linh mục mà nền thần học công giáo đã nhồi vào đầu óc của đám tín đồ thấp kém, xét trong ánh sáng của logic, khoa học và thực tế, điều chỉ là ngụy tạo. Thực tế là từ giáo hoàng trở xuống cho đến các linh mục, không ai không có thể là đại diện của Chúa trên trần để nắm giữ chìa khóa thiên đường, có quyền tuyệt thông tín đồ, có khả năng đuổi quỷ Satan hoang đường ra khỏi con người, hay biến chất mẫu bánh mì thịt Chúa vân vân. Vì lịch sử đã chứng tỏ trong các giáo hoàng và các hồng y, giám mục, linh mục từ xưa tới nay không thiếu những kẻ dâm loạn, sát nhân, trí tuệ thấp kém, vô đạo đức. Và tất cả những bí tích của giáo hội đưa ra để kiểm soát đầu óc tín đồ đều thuộc nhân loại mê tín, không có một căn bản thuyết phục nào trước trình độ hiểu biết của con người hiện nay. Nhưng vấn đề cần bàn đến là sau hành động xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ này, giáo hội sẽ có đường hướng hoạt động như thế nào? Chắc chắn là không phải giáo hội chỉ cần đưa ra vài lời xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ suông mà coi như vậy là xong, là ký ức đã được thanh tẩy, là mọi tội lỗi đã được Chúa gánh tội hết rồi. Thế giới không bao giờ chấp nhận điều này.
Điều quan trọng và thực tế nhất là giáo hội phải chứng tỏ cho thế giới qua những hành động thực tiễn. Điển hình là giáo hội đã thành thực sám hối, ăn năn tội lỗi. Để chứng tỏ thành tâm trong việc này, giáo hội cần công bố và phổ biến rộng rãi trước thế giới và tất cả trong mọi giáo hội địa phương, trong mọi giáo xứ, từ thành thị đến thôn quê, trong mọi quốc gia, một đường hướng mới qua đoán quyết và không bao giờ tái phạm những tội lỗi giáo hội đã phạm trong quá khứ. Mặt khác, với một tài sản của giáo hội lên đến hàng ngàn tỷ đô la, giáo hội có nghĩ đến sự đền bù phần nào những sự thiệt hại mà giáo hoàng đã gây ra hay không? Lịch sử đã chứng tỏ rằng thế giới không thể tin vào những lời giáo hội nói ra mà cần phải nhìn kỹ vào những giáo hội đang làm. Do đó, thế giới sẽ luôn luôn quan sát những hoạt động trong tương lai của giáo hội. Á Châu và lục địa cần phải đề cao cảnh giác và kiểm soát cẩn thận, coi chừng kỹ, thật kỹ những hoạt động này. Vì gần đây giáo hoàng đã nói rằng cải đạo là một nhân quyền, cũng như cây thập giá đã cắm chắc trên đất của Âu Châu trong thiên niên kỷ thứ nhất, và ở Mỹ Châu và Phi Châu trong thiên niên kỷ thứ hai. Thiên niên Kitô thứ ba có thể sẽ được mùa lớn đức tin ở trên lục địa rộng lớn cốt yếu này. Giáo hoàng nói vậy thì hiện nay Công giáo đang xuống dốc một cách thê thảm ở trời phương Âu Châu, cái nôi của gia tô giáo trước đây, và ở cả Mỹ Châu và Phi Châu. Tại sao Công giáo lại có tình trạng suy thoái như vậy? Câu ngắn gọn sau đây trong cuốn Mission Red, trong cuốn sách nghiên cứu về những thành quả truyền quả giáo của Kitô trên khắp thế giới, đi kèm với một chương TV6 kỳ của đài BBC có thể cho chúng ta rõ một trong nhiều nguyên nhân xuống dốc của Công giáo, đòi hỏi những người Âu Châu tin vào thế giới của Thiên Chúa và Satan. Có vẻ như là đòi hỏi họ phải từ bỏ sự thông minh của chính mình. Quan trọng hơn nữa, những lợi khí của thương vụ thừa sai, của cà rốt, cứu rỗi và cái gậy đầy đọa vĩnh viễn đã mất đi hiệu lực đe dọa rồi. Câu trên có nghĩa là trong thời đại này, trí tuệ con người đã tiến bộ, những người có đôi chút đầu óc đều không còn tin vào những lời chuyện hoang đường cổ xưa như cứu rỗi. Tội ở đâu mà cứu rỗi và đầy đọa vĩnh viễn? Hỏa ngục ở đâu mà đầy đọa? Ngay chính John Paul đệ nhị cũng không công nhận ở đâu mà có hỏa ngục để đầy đọa những người không tin Chúa. Giám mục Spong coi chuyện tội tổ tông với chuyện cứu rỗi là chuyện của mê tín thời trước Darwin, và linh mục Cavanon đã nói thẳng là không khiến và cũng không muốn Giê-xu leo lên thập giá chịu khổ thay cho mình hoặc chuộc tội cho mình. Những tư tưởng khai phóng trên hiển nhiên đã soi sáng cho những người thoát ra khỏi sự tối tăm của những lý tín đã lỗi thời. Bất hạnh thay, đa số giáo dân Công giáo thấp kém trên thế giới, nhất là dân giáo Việt Nam, kể cả một số trí thức Công giáo Việt Nam không hề biết đến những sự tiến độ trí thức ngay trong tôn giáo của họ, cho nên vẫn còn bám chặt vào những điều hoang đường chỉ có giá trị phần nào trong thời bán khai, dù bù đắp phần nào sự hao hụt tín đồ của những người nước văn minh tiến bộ Âu Châu. Và ở những nước đang thức tỉnh ở Phi Châu, giáo hội Công giáo qua lời tuyên bố của giáo hoàng ở trên đang có sách lược truyền giáo sang các nước kém mở mang ở Á Châu. Truyền giáo là sự phát triển tự nhiên của mọi tôn giáo nào cũng mong muốn đạo của mình có thêm tín đồ. Nhưng phương cách truyền giáo là cả một vấn đề, là thường phản ảnh bản chất của tôn giáo đó. Chúng ta không nên quên bảy núi tội lỗi mà giáo hoàng vừa xưng tú. Những tội lỗi trải dài suốt 2.000 năm và ở mọi nơi Công giáo mang cây thập giá tới. Chúng ta cũng không nên quên Công giáo đã giữ một vai trò then chốt quyết định trong việc đưa Việt Nam vào vòng nô lệ của Pháp. Lịch sử đã chứng minh
Sách lược truyền giáo của Công giáo La Mã là một sách lược chủ trương xóa bỏ mọi nền văn minh hóa phi Kitô, dùng bạo lực thắng công lý, dùng gian xảo dối trá để lừa dối dân gian, dùng bảo vật chất và mê tín dị đoan để chiêu dụ và giữ tín đồ, dùng những phép lạ ngụy tạo để hủy hoại làm mê mẩn đầu óc tín đồ vân vân. Một sắc thái đặc biệt nhất của Công giáo là bất cứ tôn giáo nào phát triển truyền tới đâu là ở đó xảy ra những cảnh hỗn loạn, thù địch, chia rẽ vân vân. Trong gia đình, trong xã hội, đúng như lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh Matthew 10:24-36. Chúa Kitô mang đến sự chia rẽ. Đừng nghĩ rằng ta xuống trần để mang lại sự hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm giáo. Vì ta xuống đây để làm cho con trai chống đối cha, con gái chống đối mẹ và con dâu chống đối mẹ chồng. Và những kẻ thù của một người thì ở ngay trong nhà hắn. Lịch sử thế giới đã ghi rõ điều này. Và kinh nghiệm cay đắng của Việt Nam đối với sự xâm nhập của Công giáo còn ghi rõ trong sử sách. Ở đây, sách lược truyền giáo của đạo Công giáo đã đưa tới những cảnh bất hòa trong những gia đình nào có người bỏ tôn giáo truyền thống của gia đình, của dân tộc, để tin theo những lời dụ dỗ quyền hoặc của Công giáo, từ bỏ, không còn tôn trọng những lễ tiết truyền thống trong gia đình. Công giáo cũng đưa tới những cảnh lương giáo nghi kỵ, thù nghịch, tàn sát lẫn nhau. Như lịch sử đã chứng tỏ, chính linh mục Lương Kim Định cũng phải thú nhận rằng Cẩm Nang Triết Việt trang 57. Sự truyền trao Thiên Chúa vào Việt Nam đưa đến sự chia khối dân tộc đang thống nhất thành hai phe lương giáo, và cho sự liên lạc giữa đôi bên trở nên phức nhói, đầy e dè, nghi kỵ. Đấy là một tai nạn lịch sử mà đời thời gian tuy có làm giảm đi nhưng xem ra không sao xóa sạch được. Vì vậy, hơn ai hết, người Việt Nam cần phải đề cao cảnh giác trước âm mưu truyền giáo sang Á Âu của Vatican. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng quyền tự do tôn giáo của con người và quyền tự do truyền đạo bằng những phương cách có tính cách xúc phạm đến mọi nền văn hóa phi Công giáo của Công giáo nhưng giáo hội đã thú nhận. Chúng ta cũng cần ý thức rằng Kitô giáo nói chung, Công giáo nói riêng đang lạm dụng và núp sau chiêu bài nhân quyền và dựa vào ưu thế kinh tế và quân sự của các cường quốc Âu Mỹ truyền đạo trong những quốc gia mà họ có thể ép được. Họ không dám đụng đến khối Hồi giáo hay Do Thái, những khối tuyệt đối không nhân nhượng về vấn đề tự do truyền đạo. Họ cũng không dám đụng tới Trung Quốc, một quốc gia vĩ đại với gần 1,5 tỷ dân, có tiềm lực kinh tế và quân sự không thể coi thường, và có một chính sách rõ rệt để ngăn chặn và kiểm soát sự tự do truyền giáo. Nhưng họ lại khai thác yếu kém kinh tế của các nước nhỏ ở Á Đông vì tính dễ dãi của những dân tộc trong vùng này, trong đó có Việt Nam, để thực hiện ảo vọng Kitô hóa của các quốc gia này. Chính quyền Việt Nam cần phải ý thức được cái hiểm họa Kitô. Nếu không muốn truyền thống dân tộc và văn hóa của Việt Nam bị xóa sạch trong tương lai, rơi vào vòng nô lệ Vatican. Ngoài ra, để đối phó với sách lược đang được thi hành hiện nay của Công giáo và Tin Lành, dùng bọn người trí thức nô lệ mất gốc đưa ra những tác phẩm xuyên tạc lịch sử văn hóa Việt Nam, nhất là lịch sử văn hóa Phật giáo, hoặc đánh đồng khập khiễng vài nét văn hóa Việt Nam hoặc Phật giáo với nền văn hóa Kitô, ngụy trang bằng những chiêu bài như thần học Kitô theo cung cách Á Âu, hoặc quay về với truyền thống dân tộc, hội nhập văn hóa dân tộc nhưng vẫn khăng khăng bám chặt vào chân lý về Chúa Kitô đấng trung gian duy nhất, vẫn là sẽ mãi mãi ở một tín điều và không thể chấp nhận sự dàn xếp hay dung hòa nào cả. Chính quyền và người Việt Nam cần ý thức được tầm quan trọng của sự mở mang dân trí
Thật vậy, nữ học giả Gia Tôn Rong Hầm Mang, sau khi đã nhìn thấy rõ chủ đích và những việc làm của giáo hội Công giáo từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay, đã viết trong cuốn Người tín đồ Công giáo tỉnh ngộ, trang 288. Đạo Công giáo chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt. Nó chỉ bị khắc phục bởi giáo dục mở mang dân trí. Trần Trung Ngọc, mở mang dân trí trước công nguyên và đời sống kinh tế thoải mái. Điều này đã xảy ra trong những nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ. Trong đó, đời sống vật chất của con người tương đối cao. Và những tác phẩm nghiên cứu nghiêm chỉnh về tôn giáo của những người có uy tín trong giới trí thức như lãnh tụ tôn giáo, học giả, chuyên gia, giáo sư đại học v.v. được phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Đừng bao giờ nên e ngại trước những sự phản đối vô căn cứ lên án. Việc mở mang dân trí là chống tôn giáo hay chia rẽ tôn giáo, sự hòa hợp giữa những khối dân có tín ngưỡng khác nhau trong những quốc gia tân tiến Âu Mỹ. Nơi đây, các tác phẩm nghiên cứu về tôn giáo được phổ biến tự do và rộng rãi là một bằng chứng rõ rệt nhất về lợi ích việc mở mang dân trí để cho người dân trí rõ sự thật về các tôn giáo trong xã hội. Ngoài ra, đại đa số người dân Việt Nam, nhất là các Phật tử, cũng cần phải biết đến những điều khác. Biệt căn bản hai tôn giáo lớn Việt Nam, Phật giáo và Kitô giáo, xin đọc bài Phật giáo, Kitô giáo đối chiếu qua những nhận định của một số danh nhân thế giới trên sách hiếm.net. Phần đề tài sau mình sẽ cố gắng làm cái phần này, Phật giáo và Kitô giáo. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp cho người dân ít nhiều vốn liếng trong bất cứ một cuộc đối thoại nào với các tín đồ Công giáo hoặc trước những lời tuyên truyền giả dối của Kitô giáo. Ngoài những nhận định của một số danh nhân trí thức Âu Mỹ về Kitô giáo và Phật giáo trong bài trên, tôi muốn nói đến vài điều khác biệt căn bản giữa Phật giáo và Kitô giáo. Thứ nhất, lịch sử truyền giáo của Đạo Phật, một tôn giáo có trước Công giáo hơn 500 năm, đã cho thế giới thấy Phật giáo là một tôn giáo hòa bình, không hề đổ một giọt máu trong quá trình truyền giáo và phát triển trong suốt hơn 2.500 năm. Trái lại, lịch sử truyền giáo của Công giáo trên thế giới đã chứng tỏ rằng Công giáo là một tôn giáo hiếu chiến, sắc máu, tàn bạo, v.v. Và trong quá trình truyền giáo qua 16 thế kỷ, từ thời Constantine đã làm cho máu nhiều triệu người vô tội chảy thành sông, xương chất thành núi. Đây chính là lý do khiến giáo hội Công giáo ngày nay phải công khai xưng thú 7 nước tội lỗi và xin được tha thứ trước thế giới. Nhưng dù giáo hội có làm gì đi nữa thì núi xương sông máu này vẫn muôn đời tồn tại trên bờ vai lương tâm của giáo hội và của những tín đồ còn đôi chút lương tri và đầu óc suy tư. Thứ nhì, kinh luận Phật giáo gồm Thiên Kinh Vạn Quyển, số lượng nhiều gấp bội Kinh Thánh. Nguyên bộ Đại Phẩm Bát Nhã do Ngài Huyền Trang dịch sang tiếng Hán đã gồm 600 quyển. Nhưng chúng ta không hề thấy trong rừng kinh điển Phật giáo bất cứ một lời nào nói hay một hành động nào của Đức Phật hay của các đệ tử Phật trái với những tiêu chuẩn, luân lý và đạo đức của con người xưa cũng như nay. Trái lại, trong Thánh Kinh chúng ta thấy vô số những chuyện ác độc, thương luôn bại lý, không của Chúa Cha thì cũng của Chúa Con, hoặc của các bậc được gọi là Thánh trong Kinh Kitô giáo, cùng những chuyện dâm ô, loạn luân, thù hận, giết người tập thể, v.v. Cũng vậy, càng đi vào kinh điển Phật giáo, chúng ta càng thấy chân trời của chúng ta mở rộng, càng thấy những tư tưởng Phật giáo quả là siêu việt, vượt thời gian và không gian. Đây chính là lý do Phật giáo đang phát triển mạnh trong thế giới. Trong những nền văn minh Âu Mỹ, nhất là trong giới trí thức, trái lại, càng đi sâu vào Kinh Thánh, chúng ta càng khám phá ra nhiều điều sai lầm về thần học cũng như về khoa học. Ngoài những điều không thể chấp nhận được vì chúng ta đối nghịch thắng với nhiều tiêu chuẩn, luân lý, đạo đức của con người ngày nay. Đây chính là lý do Công giáo suy thoái khắp nơi trên thế giới. Thứ ba, Phật giáo và Công giáo đều là tôn giáo ngoại lai. Theo nghĩa từ ngoại du nhập vào Việt Nam,
Tuy nhiên, bản chất của sự du nhập và ứng dụng của mọi tôn giáo và trong xã hội Việt Nam hoàn toàn khác nhau và đổi ngược nhau. Phật giáo đi vào dân tộc Việt Nam qua giới trí thức bằng con đường tận dụng khả năng suy tư của con người. Con đường phát triển trí tuệ, tự lực tự cường, không có những giáo điều khô cứng, không có những hứa hẹn hão huyền có tác dụng ru ngủ dân chúng. Và nhất là không giống lại những truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đối với giáo lý nhân bản, lấy con người làm gốc, phục vụ con người ngay trong đời sống này, lấy trí tuệ làm căn bản. Và qua những triết lý cao siêu phù hợp với tinh thần khoa học, Phật giáo đã đáp ứng được những đòi hỏi suy luận tri thức của giới có học. Từ giới trí thức, tinh thần Phật giáo được phát huy qua những giáo lý hòa bình, bao dung, bình đẳng, giản dị, đạo đức, từ bi, vân vân. Cho nên Phật giáo đã lan xuống mọi giới bình dân, ít học trong xã hội Việt Nam. Từ đó Phật giáo đã hội nhập trong dân gian, để tạo nên một tinh thần Phật giáo dính liền với tinh thần yêu nước cao độ, cố hữu của người dân Việt Nam. Phật giáo chưa bao giờ phản bội dân tộc, liên kết với kẻ ngoại xâm chống lại tổ quốc. Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ nhận lệnh của bất cứ chức sắc ngoại quốc nào, lệ thuộc bất cứ tổ chức tôn giáo hay chính trị quốc gia nào. Do đó ảnh hưởng của Phật giáo trên nền văn minh văn hóa dân tộc là thực sự là sâu đậm đến độ người ta không phân biệt được đâu là văn hóa Phật giáo và đâu là văn hóa dân tộc. Đây chính là sự kiện lịch sử không ai có thể phủ bác. Trái lại, công giáo du nhập vào Việt Nam qua với giới cùng đinh thất học, cùng bằng những phương pháp truyền đạo xảo quyệt, đượm màu mê tín hoang đường, thí dụ như của thừa sai Alexander Roth. Xin đọc bài Di hài. Di hài của nền đạo lý Thiên La Đắc Lộ. Nhân đọc cuốn Hành Trình và Truyền Giáo của Alexander Roth trên sách hiếm.net. Xuyên thật sự thật và mã lì xâm phạm toàn bộ tín ngưỡng, đạo đức và cấu trúc văn hóa của xã hội Việt Nam. Ngoài ra, nhiều thừa sai công giáo còn trắng trợn can thiệp vào chính trị nội bộ của Việt Nam và trong nhiều trường hợp đã xúi dục nội loạn và gây nên sự chia rẽ bất hòa trong xã hội Việt Nam. Họ ru ngủ đám tín đồ thấp kém bằng những điều mê hoặc, những điều mê tín hoang đường bằng một đức tin và những giáo điều tín lý khô cứng, phải logic phản khoa học, phi logic phản khoa học, xác chết ngày sau sống lại để có sự sống đời đời, do sự cứu rỗi của một Thiên Chúa đã chết trên cây thập giá cách đây 2000 năm và chưa bao giờ xuất hiện để cứu bất cứ ai, vân vân. Những giáo sĩ thừa sai đầu tiên có ảnh hưởng trong việc truyền đạo không phải là những nhà tu hành đạo đức, mà là những tên gián điệp như Alexander Roth, Francisco Paulo, Lambert de Mott, vân vân, hoặc những tên lính đánh thuê như Bill Gilner de Bill Hai, Bá Đa Lộc, hoặc những tên thực dân như Ritot, thầy của Trần Lục, Gilthơ, thầy của Nguyễn Trường Tộ, Bill Gilner, Húc, Bellerin, vân vân. Nhưng bất hạnh nhất là Việt Nam do nền đạo lý Thiên La Đắc Lộ của công giáo đã thành công trong việc đào tạo được một lớp tín đồ trong những giới thấp kém nhất của xã hội Việt Nam, sẵn sàng phản bội dân tộc, tiếp tay với thực dân Pháp vì một cái bánh vẽ trên trời cho riêng mình. Lời thú nhận của giám mục Bugner, không có ai, không có các thừa sai và giáo dân công giáo thì người Pháp cũng giống như những con cua đã bị bẻ gãy hết cả. Về vai trò của quyết định của giáo dân Việt Nam trong sự nộ hỗ trợ toàn quân xâm lăng của Pháp là một bằng chứng. Sự kiện linh mục Trần Lục mang 5.000 giáo dân đến hỗ trợ quân Pháp để hạ chiến khu kháng chiến Ba Đình là một bằng chứng khác. Xin đọc chi tiết những sự kiện trên trong cuốn Công giáo chính sử, chương thứ 8. Bản chất của giáo hội công giáo Việt Nam chỉ là một mớ tín đồ hạng 2. Công giáo vào Việt Nam từ năm 1533, nhưng 400 năm sau, năm 1933, mới có một giám mục đầu tiên, Nguyễn Bá Tòng. Nhưng tệ hơn cả là giáo hội này còn hoàn toàn lệ thuộc vào Vatican.
bất kể là những quyết định của Vatican xâm phạm chủ quyền dân tộc và xúc phạm đến nền văn hóa của Việt Nam tới đâu. Lịch sử cho thấy quyền lợi của Vatican luôn luôn đối nghịch với quyền lợi của Việt Nam. Chừng nào mà tinh thần nô lệ này còn tồn tại thì chừng đó người dân Việt Nam vẫn còn phải lưu tâm để đề phòng lịch sử tái diễn. Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm với những đoàn phép của Vatican. Việt Nam không thể không e dè dặt đối diện với một thế lực quốc tế đã có 2.000 năm kinh nghiệm trong những thủ đoạn thần học, chính trị, xã hội và kinh tế v.v. Để lạc dẫn tín đồ vào con đường mê muội, tuyệt đối tuân phục và theo lệnh của một thế lực thế tục ngoại quốc núp sau cái vỏ tôn giáo, với một tổ chức vô cùng chặt chẽ, với một tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đô la, với đa số tín đồ thấp kém cuồng tín, tạo thành một lực lượng hậu thuẫn khó lường, với những phương tiện truyền thông bao trùm mọi lĩnh vực v.v. Trước đây không có một quốc gia nào có thể coi thường thế lực của Vatican. Tuy nhiên, trước sự tiến bộ với trí thức của nhân loại và vì thanh gươm để giết người và bó củi để thiêu sống người đã được tước khỏi bàn tay đẫm máu của giáo hội công giáo ngày nay, Vatican không còn khả năng để khuynh loát những thế lực tôn giáo đối nghịch với công giáo. Những biện pháp quyết liệt của Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan v.v. và những các khối Hồi giáo, Do Thái giáo, Chính thống giáo, Tin lành giáo đối với vấn nạn công giáo đã có thể ngăn chặn và giảm thiểu âm mưu thống trị tôn giáo của Vatican trên toàn cầu. Những biện pháp ngăn chặn này thực ra rất hợp lý và chính đáng. Tại sao? Vì trong một bài diễn văn đọc tại Maribor, Slovenia, ngày 19 tháng 5 năm 1996, Giáo hoàng Công giáo John Paul đệ nhị đã kêu gọi các quốc gia phải bảo tồn nền văn hóa dân tộc, nguyên văn như sau: các quốc gia phải giữ gìn nền văn hóa của họ như là một biểu thị của phẩm cách quốc gia. Giáo hoàng thừa biết rằng nền văn hóa Á Đông nói chung, Việt Nam nói riêng tuyệt đối không tương hợp với nền văn hóa Công giáo của Tây Phương. Vậy có cách nào mà sách lược truyền đạo của các Công giáo sang Á Âu không đụng chạm với những nền văn hóa dân tộc của các nước Á Âu? Thật vậy, như trên đã nói, nền văn hóa Việt Nam cũng là nền văn hóa Phật giáo, một tôn giáo nhân bản, không chấp nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa. Do đó, không chấp nhận huyền thoại sáng tạo của Công giáo, một huyền thoại mà tuyệt đại đa số người trên thế giới dứt khoát bác bỏ. Vì huyền thoại này không còn có một căn bản thuyết phục nào trước những bằng chứng tràn ngập trong khoa học và lịch sử và sự sinh ra của vũ trụ, tuổi của vũ trụ và sự xuất hiện của loài người trong định luật tiến hóa. Tất cả những bằng chứng này đều trái ngược với những điều hoang đường, phi thực tế, phản khoa học ở trong Thánh Kinh. Mặt khác, Công giáo là một tôn giáo thờ một vị thần do con người thời tiền sử tưởng tượng ra, và cho như vậy là có giá trị nhất. Mọi tôn giáo khác chỉ có giá trị nếu quy phục thần công giáo đó. Do đó, đối với chủ trương tôn giáo này, thực chất của chính sách truyền lượng đạo sang Á Châu là một xâm lăng văn hóa để gìn giữ phẩm cách quốc gia. Á Châu nói chung, Việt Nam nói riêng phải có bổn phận bảo vệ nền văn hóa của mình. Giáo hoàng không thể nói một đàng khuyên mọi quốc gia phải gìn giữ nền văn hóa của họ rồi làm cho một nẻo mưu toan xâm lăng và dẹp bỏ các nền văn hóa phi công giáo của họ ở Á Châu. Cho nên giáo hoàng hoặc bất cứ thế lực tôn giáo cũng như thế lực nào khác đều không thể lên án những biện pháp ngăn chặn sự truyền đạo của Công giáo nói riêng như tôn giáo nói chung ở Á Châu ngày nay là vi phạm nhân quyền hay vì phạm tự do tôn giáo. Với kinh nghiệm qua những vụ tòa khâm sứ và Thái Hà gần đây, Việt Nam chắc hẳn đã thấy rõ bản chất của những Công giáo Việt Nam như Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và một số linh mục khác, những người đã dẫn dắt đám con chiên ở dưới, kể cả già và bà già và con nít, vào những hành động bất chấp luật pháp như thế nào. Mong rằng Việt Nam cương quyết giữ vững lập trường trong chính sách đối ngoại và đối nội trong phù hợp với sự mong ước tuyệt đối đa số người dân ngõ hầu, có thể tránh cho Việt Nam một hiểm họa.
mà hậu quả đó sao mình lường được. Bài viết của Trần Trung Ngọc xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.